Hello, Kim Phương xin chào các bạn. Hôm nay Kim Phương muốn chia sẻ với các bạn về cách mà người dân ở Mỹ họ trang trí Giáng sinh ở trước cửa nhà họ như thế nào nha. Có nhiều khu họ trang trí lớn và đẹp lắm các bạn. Nhưng hôm nay Phương muốn giới thiệu với các bạn một khu làng nhỏ ở thành phố Phương đang ở, tên là Murrieta, thuộc tiểu bang California. Cái đặc biệt về cách trang trí của cái ngôi làng này là tất cả các nhà họ đều đồng lòng để mà kết nối những cái dây điện về chung một cái máy chủ. Và cái máy chủ này nó điều khiển âm thanh và ánh sáng hòa nhịp với nhau. Do đó khi mình vừa lái xe vô cái làng này, mình nghe được cái âm thanh nhạc của Giáng sinh kết hợp với ánh sáng tạo ra một cái không gian rất là huyền ảo lung linh, đẹp và lạ lắm các bạn. Nhưng Phương rất tiếc là Phương không thể thâu lại được những cái bản nhạc bên ngoài cho các bạn nghe được bởi vì lý do bản quyền. Do đó Phương sẽ làm những cái đoạn rất là ngắn để các bạn thấy được cái sự hòa nhịp của âm thanh và ánh sáng họ tạo ra như thế nào nha. Bây giờ các bạn hãy cùng Phương đi dạo một vòng ở đây nha.
Hy vọng các bạn thích video này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Kim Phương trong thời gian qua. Và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới nữa nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn.